Theo chị thấy cái bài kế tiếp đó là bài Việt Nam, Việt Nam. Tại sao lại chọn cái bài Việt Nam? Em từ nhỏ em mê bài này lắm. Có thể nói là bài Việt Nam, Việt Nam là nếu mà cách đây gần 25 năm có một người làm đài video phóng viên hỏi em trong tất cả những nhạc phẩm của Việt Nam thì Trúc Hồ, nhạc sĩ Trúc Hồ thích bài nào nhất? Em trả lời không cần phải suy nghĩ, đó là bài Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy. Bởi vì cái tính nhân bản và cái tính cá tính của người dân Việt Nam á, nhạc sĩ Phạm Duy đã viết lên được hết. Phải nói là tuyệt vời. Và bây giờ mời quý khán giả thưởng thức nhạc phẩm Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam kêu gọi thương nhau.